kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong Thủy Sa Cát. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập của chương trình xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, vạn sự hành thông. Thưa quý vị và các bạn, việc xem tử vi cho Ất Sửu 1985 trong năm 2023 Quý Mão sẽ giúp quý vị biết được những điều tốt xấu có thể xảy đến với mình trong năm này, từ đó giúp quý vị có phương án phòng tránh hoặc hạn chế được những điều không may, giúp bạn hạn chế được tối đa những hao tổn không mong muốn do cuộc sống. Phần luận tử vi cho Ất Sửu sinh năm 1985 được xây dựng và tư vấn bởi thầy Sa Cát cùng các chuyên gia hàng đầu trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Qua phần luận giải này, thầy Sa Cát sẽ chỉ rõ cho quý vị Ất Sửu 1985 thấy rõ được bức tranh toàn cảnh về vận hạn của mình trong năm 2023 về các khía cạnh tiền tài, công danh, sự nghiệp cũng như tình duyên, gia đạo và sức khỏe. Qua đó quý vị nắm bắt được thiên cơ và có được những bước đi đúng đắn cho mình trong năm 2023 Quý Mão. Đồng thời, thầy cũng chỉ rõ cho quý vị những cách hóa giải về tử vi tuổi Ất Sửu trong năm 2023 để quý vị có được cuộc sống giàu sang viên mãn. Và bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, để có được một năm mới may mắn và bình an, vào đầu năm, các chuyên gia phong thủy khuyên mọi người làm lễ nghênh thái tuế khi cúng giao thừa ngoài sân để vận trình sức khỏe và gia đạo hanh thông thuận lợi. Thầy Sa Cát khuyên gia chủ luôn mang bên mình một kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế, mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy Sa Cát được thầy Sa Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ Ất Sửu 1985 để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Tổng quan vận mệnh tuổi Ất Sửu sinh năm 1985 nữ mạng trong năm 2023. Vận may trong năm của gia chủ khá lớn khi được quý nhân phù trợ, giúp đỡ trong công việc. Tuy đôi khi vẫn gặp một số khó khăn nhưng cuối cùng đều được giải quyết ổn thỏa. Về các mối quan hệ, người độc thân sẽ được người nhà giới thiệu đối tượng phù hợp về nhiều mặt. Dù đối phương để lại ấn tượng tốt nhưng bạn cũng nên chú ý đừng đốt cháy giai đoạn, kẻo sau này rất dễ mất đi sự tươi mới của tình yêu. Ngoài ra, gia chủ có thể sẽ phải chịu áp lực kinh tế khá lớn trong năm nay, nhất là những gia đình có người lớn tuổi ốm đau, có thể tốn nhiều tiền chạy chữa bệnh nên càng phải chuẩn bị tâm lý. Xét về vận hạn năm Quý Mão 2023, Ất Sửu sinh năm 1985 nữ mạng gặp phải sao chiếu mệnh, sao mộc đức, vận hạn tam kheo, hạn tam tai, gia chủ không phạm tam tai, hạn hoàng ốc, phạm hoàng ốc, kim lâu, rơi vào hạn kim lâu. Về địa chi, Sửu gặp Mão, mọi thứ diễn ra suôn sẻ, tốt đẹp và bình ổn. Xét về quan hệ thiên can, Ất âm mộc gặp Quý âm thủy là thực thần, nghĩa là thân bị sinh xuất tiết, mất khí, nên trong năm nay các gia chủ Ất Sửu cần hết sức chú ý và cẩn thận trong mọi công việc. Một chút sơ suất có thể khiến cho mọi sự cố gắng của bản mệnh đổ sông đổ biển. Anh chị cũng cần chú ý tiểu nhân ganh ghét, quấy phá công việc cũng như gia đình mình. Trong năm Quý Mão 2023, tuổi Ất Sửu sinh năm 1985 cần chú ý tháng Kỷ Mùi, tháng 6 âm lịch, từ 18 tháng 7 đến 15 tháng 8 năm 2023 dương lịch. Đây là những ngày đại kỵ với gia chủ Ất Sửu sinh năm 1985. Vào những ngày này, gia chủ cần hết sức đề phòng tiểu nhân tìm cách quấy phá, những thị phi không đâu ập tới. Xem sao chiếu mệnh, vận hạn và cách hóa giải cho Ất Sửu sinh năm 1985 nữ mạng. Trong năm 2023, nữ mạng Ất Sửu gặp sao mộc đức chiếu mệnh. Sao mộc đức là một phúc tinh thuộc hành mộc, hướng tới sự an vui, hòa hợp. Trong năm gặp sao này, thường gặp nhiều may mắn, có tài lộc, thăng tiến trong sự nghiệp, công việc kinh doanh thuận lợi, có thể kết giao được nhiều bạn tốt. Với bản chất là phúc tinh nên sao này tốt cho cả nam và nữ. Sao mộc đức hay còn gọi là mộc đức tinh quân, người mệnh kim hoặc mệnh mộc gặp mộc đức sẽ gặp trở ngại ở tiền vận, nhưng cuối cùng lại gặp được thuận lợi và an toàn. Mặc dù sao mộc đức là sao chiếu mệnh mang đến nhiều điều tốt cho người được chiếu, tuy nhiên theo quan niệm của người xưa, dù là gặp sao tốt hay xấu chiếu mệnh vẫn nên hóa giải sao, nhằm cầu bình an, may mắn và giảm trừ vận hạn không may mắn. Và dưới đây là hai phương pháp hóa giải sao mộc đức phổ biến. Cúng dâng sao giải hạn vào lúc 5 đến 7 giờ ngày 25 âm lịch hàng tháng. Đây là thời điểm mà sao mộc đức đăng viên chiếu sáng nhất trong tháng. Lễ vật bao gồm hương hoa, trái cây, quản, trầu cau, gạo muối, mũ xanh, nước, đinh tiền vàng và 20 ngọn nến cùng bài vị màu đen có viết Đức Đông Phương Giáp Ất Mộc Đức Tinh Quân. Tất cả lễ vật chuẩn bị đều phải có màu xanh. Trường hợp không phải là màu xanh thì phải bọc giấy xanh bên ngoài hoặc để tấm giấy xanh lót dưới lễ vật, hoặc có thể áp dụng yếu tố phong thủy để khắc chế. Sao mộc đức là sao chiếu mệnh thuộc hành mộc, do đó để tăng cường cát khí của sao tốt, gia chủ được sao mộc đức chiếu mệnh hãy dùng màu xanh lá thuộc hành mộc. Điều này sẽ tốt về tình duyên, hôn nhân và những mối quan hệ khác.
Ví dụ, gia chủ có thể đeo trang sức hay đá quý màu xanh lá như ngọc phỉ thúy, hoặc gia chủ có thể sử dụng màu đen thuộc hành thủy. Với quan hệ tương sinh với mệnh mộc thì càng thêm tốt, có thể đeo thạch anh tóc đen. Ất Sửu sinh năm 1985, nữ mạng năm nay gặp hạn tam kheo. Nhắc đến niên hạn tam kheo chiếu mệnh này, người xưa có hai câu thơ lục bát như sau: Huỳnh Tuyền bệnh nặng nguy vong, tam kheo đau mắt đề phòng tay chân. Có nghĩa tam kheo là hạn xấu chủ về sức khỏe, chú ý đến các chấn thương ở tay chân. Người nào gặp hạn này không nặng thì nhẹ, tai ương kéo đến bất ngờ. Bất kể là ai gặp hạn này đều mắc bệnh về xương khớp tay chân. Nhẹ thì đau nhức mệt mỏi, nặng thì đa chấn thương, gãy xương. Tham gia lưu thông dễ xảy ra tai nạn nguy hiểm đến chết người. Trong cuộc sống thì chịu cảnh tai tiếng, thị phi, tình cảm trong các mối quan hệ xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi, bị người xung quanh lên án, phê bình, châm biếm, coi thường. Đặc biệt là người gặp hạn này chịu nhiều áp lực về tâm lý, bất an và lo lắng. Mỗi niên hạn gặp phải sẽ có các cách hóa giải khác nhau. Hóa giải ở đây không có nghĩa là ngăn cản điều xấu không xảy ra. Hóa giải chỉ nhằm giảm bớt tai ương, xui xẻo có thể xảy ra ở tương lai. Về sức khỏe, cần tránh việc đi lại để giảm thiểu các tai nạn bất ngờ. Trong cuộc sống, gia chủ nên nhẫn nhịn mọi tình huống, tìm cách giải quyết an toàn và thích hợp. Cần chú ý lời ăn tiếng nói, tránh những thị phi không mong muốn. Luận tứ vi Ất Sửu sinh năm 1985, nữ mạng theo tháng âm lịch năm 2023. Tháng 1, vui xuân đầu năm cùng gia đình, nhưng tuổi Ất Sửu nữ mạng nên chú ý gìn giữ sức khỏe. Tháng 2, công việc làm ăn của gia chủ trong tháng 2 có thể bị người khác phá hoại, gia đạo có chuyện buồn. Tháng 3, người trong nhà có thể có tỉ vết, dao kéo ở trên người, cần cẩn thận sử dụng vật sắc nhọn trong tháng này. Tháng 4, những công việc làm ăn của bản mệnh thuận lợi, mở mang nhưng cần chú ý cửa quan, pháp lý. Tháng 5, đây là tháng mà tuổi Ất Sửu có tin vui trong gia đạo. Ngoài ra chú ý vấn đề liên quan đến sức khỏe. Tháng 6, gia đạo trong tháng này thiếu hòa khí, sức khỏe bản mệnh không tốt nên chú ý việc ăn uống. Tháng 7, nhận được tin vui trong công việc. Tháng 8, đây là tháng gia chủ có sự thay đổi trong việc làm ăn hoặc người thân có thể xuất hành đi xa. Tháng 9, trong tháng 9 có sự hao tổn. Trong tháng 9 có sự hao tiền tốn của nhiều, cùng với đó sức khỏe kém, dễ ốm đau, bệnh tật. Tháng 10, tháng này gia đạo có sự sửa sang lại phần mồ mả của gia tiên hoặc gia đạo sửa sang và mua bán. Tháng 11, đây là tháng gia chủ có tin vui, nhiều việc may mắn, hạnh phúc, làm việc gì trong tháng cũng được thuận lợi. Tháng 12, tài vận tiền bạc có lộc nhiều do công việc đem lại, nếu bệnh tật hay đau ốm, trong tháng cuối năm đều nhanh khỏi. Tổng kết tử vi tuổi Ất Sửu sinh năm 1985, nữ mạng trong năm Quý Mão 2023 về sự nghiệp. Trong năm Quý Mão, bản mệnh gặp nhiều may mắn trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, thành tích làm việc được nâng cao, bản mệnh có nhiều cơ hội để thể hiện khả năng của bản thân. Một khi đã xác định kế hoạch thì có thể thoải mái thực hiện, không cần lo trước, lo sau hoặc có người hãm hại. Người tuổi này có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp nhờ đạt được thành tích tốt, nhưng cơ may này chủ yếu đến với những người làm trong lĩnh vực kinh doanh, đầu tư. Những người làm văn phòng khó đạt được cơ hội này, song bạn cũng nhận được sự tôn trọng của bạn bè và đồng nghiệp, được cấp trên ưu ái, có cơ hội tăng mức đãi ngộ, không phải chịu sự chèn ép, không có nhiều áp lực, được tự do hoàn thành công việc của mình. Về tài chính, tình hình tài lộc nhìn chung vẫn ổn định nếu bản mệnh chăm chỉ làm ăn, tập trung vào nhiệm vụ của mình, vững vàng trước những lời xúi bẩy của kẻ xấu. Bạn chớ tạo cơ hội cho kẻ xấu chen chân vào công việc của mình, khiến tiền bạc một đi không trở lại. Ngoài ra, sức khỏe giảm sút cũng là nguyên nhân khiến tiền đến rồi lại đi nhanh chóng. Nữ mạng cần chú ý hơn đến chuyện chi tiêu, chớ nên mua sắm quá nhiều hoặc chạy theo xu thế của thời đại. Khi túi tiền không quá rủng rỉnh, bạn nên biết thế nào là đủ để kìm hãm sở thích của bản thân. Về sức khỏe, vì thái tuế không gây những ảnh hưởng trực tiếp lên bản mệnh nên tình trạng sức khỏe của người tuổi này khá ổn định. Tuy nhiên, tuổi Ất Sửu sinh năm 1985 cũng cần chú ý giữ gìn bình tĩnh trong mọi chuyện, không cố tình gây mâu thuẫn, xung đột với người khác, nên hạn chế sử dụng những đồ vật sắc nhọn hoặc đến những nơi ẩm ướt, âm u, nguy hiểm. Trong cuộc sống hàng ngày, cần chú ý giữ lối sống lành mạnh, nếu không chỉ sức khỏe của bạn xuống dốc và ngay cả sự nghiệp cũng phải chịu ảnh hưởng xấu. Ngoài ra, bản mệnh còn dễ mắc phải bệnh vặt khi thay đổi thời tiết. Khi trời chuyển lạnh hoặc chuyển nóng, cần có trang phục thích hợp. Gia chủ nếu có thời gian nên đi chùa thường xuyên để tâm được tĩnh. Mệnh chủ trong năm nay cần sử dụng vòng cổ, bát bảo tâm kinh để bổ trợ thân mệnh cho mình. Đây là pháp khí phong thủy của nhà Phật, mang lại sức khỏe, giúp chiêu vận quý nhân, kích tài, nạp phúc, tăng cường hòa hợp, thiên địa nhân hợp nhất. Vật phẩm phong thủy cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ, đặc biệt gia chủ Ất Sửu sinh năm 1985. Về tình cảm gia đạo,
Người đã lập gia đình cần đề phòng kẻ thứ ba tìm cách chen chân vào mối quan hệ. Khi vợ chồng có khúc mắc, bất mãn với nhau, hai người cần tìm cách trò chuyện để khai thông thế bế tắc, chớ để chiến tranh lạnh xảy ra quá lâu khiến đôi bên đều mệt mỏi, chán trường. Chuyện tình cảm của người độc thân nhìn chung bình lặng, nếu muốn nhanh chóng tìm ra người phù hợp, bạn cần chủ động hơn trong các mối quan hệ, đừng đợi người khác đến với mình trước. Các gia chủ nên đem bên mình vòng tam hợp quý nhân tị dậu sửu, giúp kỵ tà hóa sát, gia đình hòa hợp. Đặc biệt là vòng cũng được thầy Giao Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho Ất Sửu sinh năm 1985 nữ mạng để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thưa quý vị, trong cuộc sống không phải ai cũng luôn gặp được may mắn và thành công. Mỗi năm vận hạn của mỗi người sẽ khác nhau, chính vì thế mà chúng ta luôn phải vững tin vào cuộc sống đầy chông gai này. Qua phần luận giải của chúng tôi, quý vị đã phần nào nắm được vận hạn của mình trong năm 2023 Quý Mão, từ đó sẽ có những bước đi vững chắc hơn trong tương lai sắp tới. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng chương trình trong suốt thời gian qua. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.